Ngày 151 tại cái hòn đảo hoang này. Lại một video nữa mình sẽ phải sống sót, sinh tồn cho cái thằng mà râu ria xồm xoàm và không thể mặc đồ này. Chết tiệt. Cái nhà này là mình đã xây xong chưa? Ủa sao trông như kiểu cái nhà này bữa trước mình xây xong rồi mà. What the hell? Tại sao có 93%? Mình nhớ là bữa trước mình xây xong nhà này rồi mà. Thế này. Ok. Mình đã có nhà cao cửa rộng và có một cái chỗ để nhận đồ ship. Nhận đồ ship của Shopee Lazada rất là to. Thì mình đang chờ đợi rằng là trong tương lai mình sẽ nhận được những món gì đây. Bây giờ là phải đi câu cá gái. Còn một tí xíu đây này. Một tí xíu cá này phải câu thôi. Vâng, lại tiếp tục đến với những cái hoạt động mà chúng ta đã quá quen thuộc rồi. 150 ngày, 5 tháng trời trên cái hòn đảo Johnny này rồi mà không tìm thấy lối ra. Thôi. Headshot. Vâng, hơi tiếc là không có được con nào cá nào to hơn. Con này có 5,5 kg. Thôi cũng được. Không sao. Vừa rồi chỉ là một sai sót nhỏ nhỏ của thằng Johnny ở vũ trụ này thôi. Lại một lần nữa mình sẽ triệu hồi Johnny từ vũ trụ khác về lại đây thôi nào. Vâng, bằng một cách thần kỳ nào đấy, thằng Johnny ở vũ trụ này đã sống qua được ngày 151 đến với ngày 152 và lửa của thằng của hòn đảo ở vũ trụ này chỉ còn có âm 5%. Trời ơi, vũ trụ này kỳ lạ thật đấy. Đó, ok. Như vậy là mình đã sống sót qua được thêm một ngày nữa. Rồi, ngày mưa đã tới, chúng ta sẽ phải lấy nước. Hứng gọi là nguồn nước free đến từ thiên nhiên, 2,4 lít. Bây giờ là đang thiếu gỗ đúng không? Rồi, đi lấy gỗ đây nào. Rồi. Đúng rồi, dụ cá đây. Đó. Ăn nốt cái này. Yeah, 3 miếng gỗ, ngon. Đấy rồi, đôi giày. Hàng về, để xem nào. Lần này là mình sẽ được món đồ gì đây? Shopee Lazada đã ship tới. Vãi trưởng, nó ship một phát mà đủ thứ luôn. Từ, bây giờ là mới nhận được đồ ship về thì cho thanh niên này làm tí cạo râu thôi. Cạo râu thì cho nó đẹp trai. Đó, mới lấy đồ về. Nào, thoẹt xoẹt. Wow. À, râu tưởng râu cứng thế. Rồi, đó, đẹp trai. Đấy. Yeah. Ok, một nụ cười rất là hút gái. Và giờ chúng ta sẽ đi lấy gỗ tiếp đi. Chưa cho thanh niên này ngủ. Trời đang nắng chang chang này, ai đi ngủ. Ôi, nắng thế này mà sao đông cá mập thế. Quay ra đây. Ok, 2 miếng gỗ rất là đơn giản. Một ngày 155. Có lẽ là mình nên đi ngủ đi. Cho thanh niên này đi ngủ phát. Chọn một giấc mơ. Giấc mơ bắn Angry Bird thôi. Bỏ tay quá. Yeah, xong xuôi. Ngủ một giấc ngon lành. Mà có vẻ giấc mơ này kiếm được hơi ít tiền. À, có vẻ cá hơi ít nhỉ. Kiếm thêm cá nào. Con này bị làm sao này? Chúng mày không thể nào tách nhau ra để mà bơi được à? Ok. Phải nhờ một con khác ủn đít thì nó mới chịu bơi ra ngoài. Không là chúng nó cứ đâm đầu vào nhau mà chúng nó không chịu tách ra. Cá ở đây ngu thế chứ định. Ngày 158 vẫn mưa. Và mọi thứ đầy gần như đầy đủ hết. Thôi mình phải làm gì bây giờ? Thôi vừa. Vâng, đây là cách mà game nó trả lời cho mình. Cho mình làm việc đó là xem quảng cáo. Rồi, có lẽ là giờ này thì lấy nước thêm đi. Bây giờ là mình sẽ cố gắng lấy được, dự trữ những cái tài nguyên này thật nhiều. Để mà cho mình không bao giờ phải nghĩ ngợi đến nó nữa. 2,9 lít nước. Được, nay đang mùa mưa bão à? 3 hôm liền trời mưa. À, xem nào. Vào phần chế tạo đồ đi. Ở các cái video trước á, là các bạn bảo mình là có thể chế tạo đồ được. Ví dụ như kiểu là đấy, vỏ sò ghép với gỗ là ra được ráo. Còn chai cộng với cả cá độc thì sẽ ra được độc. Nhưng mà mình thì mình đã không có con cá độc nào ở đây cả ấy. Cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà tạo ra được cái chai nước có độc. Thôi thì thôi, chắc là như này thì lấy nước tiếp thôi. Trời mưa thì nên ưu tiên cho chuyện lấy nước. Các cụ có câu là uống nước nhớ nguồn. Cái sự câu đấy thì không liên quan đến trên tình huống này lắm. Vãi trưởng ạ. Thằng này, mình nói thật với các bạn, thằng Johnny này nó nghiện mua đồ online còn hơn cả mẹ bạn, hơn cả chị bạn. Mới mấy hôm thôi mà đã có thêm một cái món đồ nữa được ship tới. Ui dồi ôi, một đống đồ, một đống gỗ. Và cầu nữ ước thấy cho mình thêm 3 cái chai thuốc độc. Thế nào mà thằng Johnny này nó có quan hệ gì với các sàn thương mại điện tử mà nó có thể order được thuốc độc để giết cá ở trên mạng nhỉ? Nghi ngờ về thân thế của thằng này các bạn ạ. Bắt cá thế thôi. À không, cá này thì không dùng thuốc độc được, phải lấy gỗ mới dùng thuốc độc được. À, con cá này to này, được, mình xin nhá. Nào. Headshot. Ui giời, có 4,8 cân à. To như mình nghĩ. Ngày 161. Đây, cho thêm củi vào đây. Nổi lửa lên em. Đó. Rồi, đi ngủ thôi. Mình đã có rất nhiều thoải mái rồi, rất nhiều tài nguyên rồi, đi ngủ thôi. Cho nó chơi trò
Flappy. Thực ra là mình quá kém cái trò này luôn ấy. Một đồng tiền ạ. Tôi dậy đi ông cháu ơi. Ông chơi ông mơ kém quá. Bây giờ thì sao ta? Thôi đi lấy gỗ tiếp đi ha. Ôi. À đây rồi. Đã đến lúc. Sao lại thả vào đây? Ôi cũng được, thả đấy được. Nào. Ok. Rồi hai con chết. Chúng mày đi hết vào đây cho tao. Còn cá mập. Vào đây. Đi vào đây. Đúng rồi. Vào đây. Đấy con này. Ghê á. Úi xồi ui, lại có hàng về. Lần này có gì đây? Một đống giáo. Ui các bạn ạ, đúng là xây được cái nhà cấp cuối này. Cái nhà 74 gỗ này, nó khiến cho cái trò chơi này, nó khiến cho cái công cuộc sinh tồn ở trên cái hòn đảo này nó trở nên dễ một cách kỳ lạ luôn. Không có việc gì mà phải ngại cả. Được chưa? 6 ký. Đó. Bây giờ ấy là cái nguồn dự trữ tài nguyên của mình nó đang quá nhiều rồi. Và có lẽ là mình có thể thống sót, gọi là đây, gần như là đầy hết tất cả. Nào, lấy gỗ tiếp nào. Wow, ui. Cái gì đây? Vãi cả trường ạ. À? Có ai? Ai? Có mình thuộc này. À đù, mình có thể ném được giáo vào nó. Ai? Nó phá nhà mình. Mày, tao ném chai mày, tao ném giáo mày, tao ném dừa mày. Cút. Vãi cả đạn ạ. Vừa mới lấy gỗ về cái, có một con bạch tua khổng lồ lên, nó đập nhà mình và nó đập luôn cả cái gói hàng của mình rồi. Ngày 170. Vãi cả đạn ạ, nhà tôi. À đù. Hóa ra các bạn ạ, đây chính là gọi là tác hại của việc sinh tồn ở đảo hoang quá 180 ngày. Chính ra là chưa đến 180 luôn ạ, còn 10 ngày nữa mới tới cơ. Không thể tin được ạ, là có thể loại là con bạch tuộc khổng lồ, con quái vật biển, nó trồi lên nó phá nhà mình được. Ghê luôn á, ôi ôi, công sức của tôi. À, giờ lại phải kiếm gỗ lại từ đầu để mà xây lại nhà. Thế thôi được rồi, mình phải cho thằng này bắt đầu luyện tập gọi là thể lực thôi, với cả sức mạnh thôi, để mà chống trả lại cái con bạch tuộc biển khổng lồ đấy. Ném độc chúng mày, đúng rồi. Một 97 98. Yes. Rồi, thôi ngủ tiếp đi. Khi nào bạch tuộc đến thì đây rồi, tỉnh đây rồi. Từ từ, nào mày, tao mình sẽ chiến đấu hết mình luôn. Mày này, đó. Chiến đấu hết mình ngay từ lần gặp đó luôn. Để cho nó không phá nhà, tách bành nhà mình ra. Đó, wow, ok, vâng. Chỉ ngủ được có 4 ngày thôi. 4 ngày là con đấy nó bén mảng tới liền. À chắc đâu thấy là mình ngủ lâu quá, nó tưởng rằng là mình không để ý. Tưởng là mày trong rừng hổ không gầm mà mày tưởng tao là Hello Kitty đấy. Nào xây lại nhà cái nào. Úi giời ơi, hỏng có 5%. Này 14 gỗ này. Này ok chưa. Úi giời, vừa xong cái là có hàng tới liền. Yes, 23,2 lít nước, 19,1 cân cá. Thật sự rằng là thôi dậy đi, khỏi phải mơ màng cái gì nữa. Vâng các bạn ạ, ở giữa video thì mình còn nghi ngờ, chứ đến cái lúc này á, mình xin chính thức khẳng định rằng bây giờ cái thằng này này, cái thằng mà bụng phệ mặc có mỗi một cái quần lót này này, nó sẽ sống an toàn, sống thoải mái, sống từ giờ đến già ở trên cái hòn đảo này với tất cả những cái tài nguyên ấy. Thấy chưa, nó còn vừa chào các bạn kìa, đấy chưa. Nó sống thoải mái với lượng tài nguyên này đến cuối đời luôn, không cần phải mình giúp đỡ nữa. Nên là thôi, biệt hòn đảo zombie. Hello.